Các nhà hàng bán xiên nướng nên thay đổi ngay cách rửa xiên bằng cách ngâm chúng như thế này. Tôi có một cách khác là đổ xà bông lên rồi quấn vào khăn. Chà sát liên tục thì xà bông cũng đã ngấm vào đánh trôi mọi vết bẩn. Xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngâm và sử dụng được không cần phải lau chùi từng cái mất thời gian.